Omicron nó chứ không phải là nó nói về tên Mia có Omicron hả? Vẫn nghe gì? Vẫn nghe bình thường, nghe nhưng giờ đâu chứ mà. Thì bệnh lý mạch máu chi dưới và bệnh học đó, thì gồm có hai cái bệnh mà tôi thường gặp nhất là các bệnh viêm tắc động mạch chi dưới và các bệnh suy tĩnh mạch chi dưới. Còn bài phần động mạch chi bụng hoặc là sơ vữa động mạch thì kia thì chắc thứ hai thì dành thời gian nhiều chứ thì nói với đó. Thì hiện giờ các bệnh động mạch chi dưới mà tôi hay gặp đó, thì để trước sau đó bệnh suy tĩnh mạch thay sinh gặp nhiều hơn nha. Thì ban đầu khám bệnh lý động mạch chi dưới nha, không biết khám sao. Bệnh động mạch chi dưới là bệnh sao? Nguyên nhân người hầu như sẽ sơ vữa cái gì nữa, sơ vữa đấy, bệnh gì, bệnh máu, cái đó thì nó cũng cái bài á, bệnh động mạch chi dưới á, thì thực ra cái bệnh nó nặng nề hơn bệnh tĩnh mạch. Cái tĩnh mạch mình có biến chứng nó nặng nề hơn bệnh động mạch thì nó khi mà nó bị tắc thì biến chứng nó nặng nề hơn chút xíu. Thì cái phần trình bày của tôi gần có phân loại tiền đoán ha, rồi tiền đoán trước khi điều trị sao, một số ca lâm sàng mà tôi có thể gặp ở trong khi mà mình làm cho mắt là bệnh nhân có đông mạch máu, bệnh nhân có đặt stent mạch máu, hoặc là thực hiện cái kỹ thuật chụp như thế nào ha. Thì bình thường á, mình bình thường khi mà đi làm cho mạch máu á, thì bệnh nhân đến khám bệnh á, tình cờ người ta khám bệnh là 1/3% trường hợp. Đó là bệnh nhân đến khám, ta không biết bệnh lý động mạch chi dưới nha, ta không hề biết ta có bệnh động mạch chi dưới. Hoặc là 1/3 bệnh nhân á là có bệnh đau cách hồi, có đau cách hồi là sao biết không? Đấy, đau cách hồi là đau sao? Thì sao mình biết hết? Có mấy cái bệnh là giống nhau vậy? Ta có đi đau nghĩ cũng phát đau mà. Rồi cái kinh tỏ có đau nhỉ? Thực sự cái đau cách hồi và bệnh lý động mạch nó khác. Tức là khi mà tôi tiếp cận người bên đau cách hồi á, là đương nhiên đau cách hồi sẽ là đau rồi nên nghỉ xong nên phát đau nên đi tiếp. Thì trước khi mà mình xác định bệnh lý đau cách hồi và bệnh lý động mạch phía dưới á, thì mình phải hỏi bệnh nhân có bị đau khớp đó không, có bị đau thần kinh tỏ không, có bị phù chân cho bệnh lý, có những bệnh lý chi kiệt không, mình phải hỏi bệnh nhân trong lời trình. Và xong mình mới hỏi bệnh nhân có những cái nguy cơ gì mạch máu hay không, có tăng mỡ máu hay không, và có cao huyết áp hay không, có lớn tuổi hay không, đó, béo phì, có tiểu đường hay không, tất cả mình hỏi bệnh nhân. Thì có 1/3 bệnh nhân có đau cái hồi hay không mình. Rồi 1/3 có bệnh nhân đau mới khám được. Cho nên là bên khi mà đi vô gặp bệnh nhân trong viện cái bề nổi chỉ 30% đi khám bệnh. Cho nên là mình phải để ý những cái bệnh này để khi mà bệnh nhân có triệu chứng là bệnh nhân nặng rồi nó tắc hết mạch máu rồi. Bây giờ mình phân độ, cái phân độ mà theo Lurie và Fontaine nó thì có 4 độ khác nhau. 4 độ khác nhau, 1, 2, 3, 4. Độ 1 là sao? Độ 1 là bệnh nhân đem khám lâm sàng. Đem khám lâm sàng á, như khám lâm sàng á thì em sờ, em phải bắt
bắt mặt 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 bắt mặt ở chi dưới thế về bắt mặt cho các bạn sao bắt mặt mình nó bệnh nhân tôi nói bệnh nhân mình có thể có bệnh lý động mạch chi dưới bắt mặt sao hả? Bây giờ một bệnh nhân nhé, em lấy người bệnh em cho em làm sao khám sao rồi luôn trên rồi đi thôi mà bệnh luôn trên có là bình thường đúng không, và bệnh luôn trên mà không có là bệnh lý thì thôi em làm bệnh nhân đây nè. Nên khám bệnh nhân có bệnh động mạch chi dưới khám sao? Rồi so sánh nhiệt độ hai bên rồi đó là cái gì? À, phát hiện mạch chi dưới phát sao? Phát sao? Tức là mô chân bụng chân giải bắt mạch bụng chân làm sao mạch bụng chân có mạch bụng chân hai bên có giờ mạch bụng sao hai bên có hoặc là mạch bụng chân có mạch bụng sao không có bụng chân bệnh không ý là nói một bệnh nhân mạch bụng chân có mạch bụng sao không có thì bệnh không tức là mạch bụng chân để bắt được mạch bụng sao để không bắt được để có bệnh hay không có bệnh. Có bệnh. Tại vì sao? Ok, tại vì sao? Rồi, à, ví dụ bây giờ hai môn chơi không có thì sao? Hai môn sao không có thì làm gì thì sao? Bắt theo. Bắt theo bắt theo cho các bạn, bây giờ làm chuyện này sẽ bắt được một cái, mình sẽ kêu bắt bằng cái tay ngón nhà bên tay, bây giờ làm sao, bắt bằng ngón giữa nữa, lần nữa, đây, lần nữa để cho làm sao, để cho như vậy để sao, người gấp. Để các bạn bệnh nhân nào kia có được nói bệnh nhân hả dễ phát âm vâng mà không được theo có dễ phát âm tôi nghĩ trong đây chỉ tìm mười mấy em mặc được theo cái vâng mà theo dễ phát nói vậy thôi chứ không phải mặc dễ là mặc theo hả nếu mình khám thì coi có mặc hay không này. Thực sự thì khi mà tôi khám tôi khuyên tên là vậy nè rồi bắt mặt lớn trước đi có nhỏ sao tại sao nó nhiễm không nó dễ là đúng rồi nhưng mà mình phải biết ta hay tôi nói là bây giờ nè một bệnh nhân hẹp động mạch chậu thì em vẫn có thể bắt được động mạch mô chân động mạch vì sao nếu có hẹp vẫn bắt mặt được mặt yếu hơn đúng không. Nhưng mà khi để bắt được chân cao để so sánh hai bên thể thấy không? Để so sánh hai bên, để bắt được mặt đùi hai bên để bắt được mặt đùi hai bên, một bên yếu, một bên mạnh như sao? Tiếp theo sẽ bị tắt, còn gì hẹn thể thấy không? Thế nên là khi mà mình bắt mạch máu, thế là gì mà không sàn mình sẽ khám làm sàn, cho mình sẽ bắt mạch máu lớn trước. Bây giờ mình sẽ bắt mạch máu nhỏ trước rồi giờ lên cũng là một cái lý nhưng mà thường chúng mình nên là bắt mạch máu lớn trước. Tại sao bệnh nhân vô khám mà bệnh nhân ở đó bệnh nhân thay đổi thì rất mệt nên rất mệt người ta dùng nguyên tắc là khám như vậy phải cởi đồ ra thì mình bắt mạch cho chính xác chú âm cũng vậy luôn thế nên là mình bắt mạch máu chứ tại sao đó nếu mà để bắt một đồ mặt đùi hay bên một bên yếu một bên mạnh thì chắc chắn mình đi không bao giờ đúng không nếu hai bên bình thường mà mạch máu mạch mạnh bình thường thì coi như mình lỗi được là bệnh lý là bệnh nhân là bệnh chậu mất tiền là bao nhiêu sớm tôi biết tiếp rồi à, nếu mà trên bắt động mạch theo hai bên một bên yếu một bên mạnh
và tôi bắt hai động mạch chậu hai bên bình thường xong, thì cái đoạn ở phía trên cái động mạch đường nông á là nó có vấn đề, hiểu chưa? Tôi nhẹ cái mạch máu ra mặt bình thường bình thường, em xin được thì về mặt cuối cùng nó cũng thay đổi. Sau đó tôi bắt, ví dụ tôi bắt động mạch theo hai bên bình thường và tôi bắt động mạch chạy trước thì sao một cách bình thường một cách không có thì nó bị tắt một cái động mạch, ví dụ thì sao có thì chạy trước không có thì chạy trước cái bị tắt. À, tương tự thì tôi suy luận mà khi tôi đã khám lâm sàng rồi đó nha, tôi khám cái gì lâm sàng rồi thì tôi không bỏ sót mình, tại vì đa số phần cái kết quả xong của mạch máu của mình ở đây là gì, em sẽ ghi là siêu với động mạch chi dưới, thì tự nhiên xong mình ghi là vận tốc động mạch đường cái đó là bao nhiêu, rồi vận tốc động mạch chi dưới cái đó là bao nhiêu, em hiểu không? Nó không có ý nghĩa gì hết, nó không có ý nghĩa gì hết. Khi mà em khám lâm sàng xong rồi tôi biết được mình đang hướng tới bệnh gì đó, cái đoạn nào bị tắc đó mình tìm đến cái đường tìm dễ dàng hơn trong lúc mình làm, chưa? Cái thứ hai mình không bỏ sót bệnh đó, cho nên là mình không có mình tới khám lâm sàng này. Tại sao đa cách hồi? Tức là mình đó là chuyện mình bắt mạch đa cách hồi, bây giờ mình đi dài và ngắn, thường các khoảng cách đi dài và ngắn thường khoảng 200 mét trở lên là khoảng cách đi hơi dài xíu, dưới 200 mét gọi là khoảng cách đi ngắn. Đó là bệnh nhân hỏi có đau cái hồi không? Đó. Đau cái hồi giống như không biết tại sao nó bị lỗi gì không biết. Đó. Cho nên là mình hỏi chỉ bệnh nhân rồi sao đau khi nào? Sao đau khi nào em? Em biết sao? Sao đau khi nào? Không đau cái hồi xong rồi luôn, giai đoạn ba mình đau cái nằm, sao ta nằm đau? Sao nằm mình đau? Vì cái vợ thiếu máu từ thiếu máu sinh máu ra, mãn tính rồi, tắt rồi. Nếu không nằm cũng đau, không cần đi cũng đau luôn, thằng kia đi mới đau, sao đó thì không cần đi cũng đau thì nặng hơn nữa, đúng không? Rồi sau thời gian sau máu thiếu nữa thì sao? Nó rét luôn, tức là máu không muốn nuôi được cái mô của vùng đó, nó rét luôn rồi dài dòng này có thể của máy nó bị sao đi. Có ai đụng nữa. Cho nên là khi mà em đã hỏi bệnh nhân đau khi nằm, có lẽ thắt không đau cách hồi là mình định khi mà bệnh nhân là đau khi nằm gần như những cái mạch máu để tắt đoạn chạy trước chạy sau là tắt rồi, hiểu chưa? Lúc đó thì phải dò mạch máu chạy trước chạy sau, đau khi nằm bệnh nhân mà đau khi nằm gần như luôn tắt là mình đưa nằm mà tự hiểu nên tức là lâm sàng đó tôi ở đấy và tình trạng rất này. Nó bị sao? Cho nên là mình phải hỏi hỏi bệnh nhân mấy cái diễn biến ngày trước là đến khi mà em đã định vị được cái bệnh lý động mạch rồi á, để làm sao đơn giản hơn để gọi bệnh lý tĩnh mạch. Nếu mà mình dùng làm những cái máy sau mình làm người đừng ghi bệnh nhân siêu với động mạch chi dưới hai bên, không ai biết bệnh nhân hẹp bao nhiêu á, không ai biết bệnh nhân nhìn làm sao á, cho nên bắt buộc phải hỏi lâm sàng. Anh nên hỏi là để nhớ hỏi tất cả những câu hỏi là những câu hỏi thường hay hỏi bệnh nhân khi mình bắt đầu làm sao bệnh nhân lên giường rồi hay là bệnh nhân hỏi gì sao rét rồi không phải rét không, bệnh nhân có hoại tử đó. Những bệnh nhân đem vô rét hoại tử bằng chân phải đi khô hay là nó đen hoặc là tím hoặc là mình sờ nó lạnh hay không, mình có chân mình sờ chân có bắp chân thì nó có thể giữa hay không, nó tay không so với chân còn lại hay không, đó là phải khám lâm sàng coi mình nhìn cái gì quen, nếu mà mình không nhìn quen cái chân của bệnh nhân thì mình sẽ bỏ sót.
rồi lễ hoại tử. Có những cái trường hợp tâm lý nha, có những trường hợp hoại tử ở ngón một, hoại tử những ngón bàn chân nó phải chữ đen á, thì gần như là nó có những trường hợp mạch máu hoàn toàn bình thường, có những trường hợp nó nhiễm trùng ngón chân là cũng hoại tử luôn. Có mình thấy phân biệt hoại tử do máu, hoại tử do nhiễm trùng ngón chân. Có những trường hợp tôi cứ tưởng là bệnh nhân gì hoại tử ngón chân là bệnh nhân tắc mạch, không phải. Khi mà nhân cho mà thấy động mạch chạy trước thì sao mà có mua chân bình thường nữa mà nó bị hoại tử nhiễm trùng thì do nhiễm trùng ngón chân. Em phải hỏi kỹ bệnh nhân. Nhưng trẻ không có vấn đề gì hết thì mình nên là mình phải hỏi bệnh nhân có cái triệu chứng này không. Rồi. Tức là nãy giờ mình hỏi lâm sàng, mình chia làm 4 độ. Vậy thì định nghĩa trên siêu âm là cái như sau với bệnh nhân này định nghĩa bệnh nhân mạch máu chi dưới đó. Cái chỉ số, để em biết cái chỉ số cái âm tâm thu á, em nào thấy cái đo chưa? Cái nào đó này chưa? Có biết không? Hả? Đúng rồi. Thì nếu mà tụi em đo cái chỉ số này á, dưới 0.9 á, là bệnh lý. Nó bình thường, nó không yên bình thường á, từ 0.9 đến 1.3. Cái chỉ số này chính là mình đo huyết áp ở cổ chân, chia cho huyết áp ở cánh tay. Nha. Đó cho là dưới 0.9 là bệnh lý. Nó chia ra làm nhiều thì 0.9, 0.7, 0.6, 0.4 thì sẽ được nó sâu hơn cái. Nhưng mà siêu âm cũng hiểu là dưới 0.9 là cái vấn đề. Đó. Cái nữa là siêu âm động mạch chi dưới, cái hai là chỉ số oxy mô mình đo thường ở Việt Nam mình chưa có những cái máy để đo đó. Nhưng mà cái huyết áp chỉ số huyết tâm thu mình đo cũng được. Nhưng bây giờ có những cái máy đo rồi. Ha. Nhưng mà thực sự á thì mà thông qua cái phần sơn trên để coi cái phần đo sao, nên là mình ở đây không ai đo. Nhưng mà nguyên tắc tức là trước khi mà tôi làm sơn mạch máu chi dưới mà làm bằng cái máy của bệnh viện mình á, mình sẽ không được hay những bệnh viện khác thì phải đo cái mấy cái chỉ mình dò hết tất cả các phổ mạch máu, tức là phần sinh phổ từ từ đó, và mình đo cái chỉ số này trên bệnh nhân là cái điều đầu tiên. Nên là mình không làm nhé, mình không làm nữa, tại vì cái chỉ số này nói lên là đánh giá gì mà quyết định coi nó còn tưới máu, mạch máu còn tưới máu ở chi dưới tốt hay không. Mà người ta khi mà người ta điều trị người ta dựa vào chỉ số này chứ không phải dựa vào cái hẹp bao nhiêu phần trăm đâu. Tại khi mà nó hẹp nó có những hoàn toàn lại nó bù trừ những kia, cái lưu lượng cái dòng chảy nó đi xuống dưới bù được thì có thể là cái này có phải lên được 0.9 vậy. Nhưng mà cũng có thể hẹp trên một phần, nó tùy theo cái trường hợp, hoặc là sau đó người ta tập thể dục nhiều tụi hoàn toàn lại tập phát triển nhiều. Thì mình báo dẫn độ nô dẫn cung cấp cái mạch máu chi dưới đó, mà mình gần như là không có bệnh viện nào mà đo ngoại trừ trên khoa nội tiết ta đo, hoặc mạch máu với máy gấp lê nhỏ có túi ta đo. Cho nên ở phòng khám siêu âm cho em á là bắt buộc phải có, nếu mà sao mình đã làm siêu âm mạch máu, nếu ngoài lúc nào cũng có cái máy dò tất cả các phổ là tất cả liên tục. Sau đó mình đo cái chỉ số này cho bệnh nhân trước khi mình làm cái trong thai lên nha. Đo làm sao? Tên cái hình là mình đo, mình dùng một cái double liên tục, mình đo cho thấy là nó bất kỳ không? Mình dò cái mạch máu, mình đo cái huyết áp, mình nghe cái tiếng. Ví dụ như đo huyết áp vậy đó, cái bột là huyết áp tâm thu ở vòng vị trí điểm đó. Ngoài chạy trước thì sao? Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình đo chẳng hạn như bây giờ thì sao, ví dụ cho em cho huyết áp là 110 đi, chạy trước 120, vậy thì lấy chỉ số nào? Thường lấy cái chỉ số cao hơn chút để mình tính, mình chia cho huyết áp cánh tay, chứ mà lấy chỉ số thấp mình chia nha. Trong trường hợp cho em đo với những cái phần nó thấp thì thường cộng chỉ số cao hơn đó. Bắt buộc trong cái phòng khám, phòng siêu âm ở nước ngoài lúc nào cũng có máy hai cái đầu, một đầu 8 mấy nghe, còn đầu 10 thì ở bên mình trong phòng siêu âm cũng có. Cái này là sống, cái này gần như là quyết định cái phần điều trị cho bác sĩ là 80% chứ phải dựa vào cái kết quả siêu âm. Thì có siêu âm thì không nghĩ lý gì, khi thì em hẹn kia này kia thì em đi vận tốc mấy trăm, không giá trị gì bằng con số này.
con số này nhân cho ra 0,4 khác, 0,7 khác, 0,8 khác, 0,85 khác, bên phải khác, bên trái khác. Cho nên mình không có chỉ số này không được. Bắt buộc sao là về tên mua cái máy, nếu cái máy mà tên mua máy sách tay cho bán khoảng ở nước ngoài bán khoảng 400 euro thì khoảng 10 triệu nên đúng cái máy nhiều. Có cái đầu nó giò. Thì nếu mà tên không mua cái máy lớn nổi, thường ở đâu ngoài thì nó sẽ có cái máy nó giò hết tất cả các phổ rồi mà chạy trước, chạy sau rồi mà keo động mạch đùi hai bên ha. Còn xin là mà cảm nhận giò được luôn, định giò với quen. Thì trước đây mà nếu mà tôi làm xong mà tôi không là không giò mấy cái phổ mạch máu trước là ông thầy quán cự mình liền. Thấy không? Mà cái giò thật ra thì em làm cầu cầm đầu giò mạch máu cho làm xong thì 5 phút chứ giò mạch máu thì giò hết mạch máu thì mất 15 phút trở lên. Tức là tôi đó là cái chuyện mà em làm thành thạo, em giò mạch máu dưới là làm thành thạo là mất 15 phút. Mà sau đó em chỉ cần mất khoảng 5 phút, 5 đến 10 phút là em khảo sát cái động mạch. Là một ca trung bình thì phải làm khoảng 20 đến 30 phút một ca. Ở đây mình làm thì mình biết thôi chứ mình biết sơ vữa mạch máu thì vậy thôi chứ còn thật ra thì mặc chức cho lâm sàng không được được gì nhiều. Hoặc là sau đó người ta cho chụp CT hoặc là DSA hoặc là em răng phát gì dưới này. Nên cái chỉ số thì cực kỳ quan trọng. Cho nên tôi nói cho em là sau này em chỉ có mua cái máy ở phòng khám của mình, phòng xanh của mình để làm cho bệnh nhân. Và lúc khi mà em đơn giản lắm, khi mà em có cái máy đó để dò, để thay những cái máy mạch máu để nó phù khó gì kia, cái mình có cái máy dò này nè, để đặt vô cho mà chị trước, ông có rồi là yên tâm về cái này là không có đặt vào mặt rồi. Để cho nó, tức là mình nhẹ nhàng lắm, mình dò mình bắt cái phổ thì cái máy này nó sẽ cho những cái phổ nó cơ lên luôn, mình thấy cái phổ nó cắt cục nó giảm xuống là mình thấy à phía trước phía trên nó bị thấp bị hẹp, cái phổ nó bằng ngang thì là thấy xong rồi. Hoặc là không có được phổ gần như là mạch máu bị tắc, là mình đón được cái phần mạch máu trước đó. Và thực tế khi mà tôi làm thì tôi nghe, khi mà tôi nghe những cái tiếng đập thì tôi cảm nhận là mạch này nó mạnh nó yếu làm sao, là mình hiểu được cái tim bệnh nhân này mình có thể giữ được cái tim này không, giúp cho bác sĩ tâm sàng rất nhiều. Còn mình về mình làm xong cái máy ngồi qua bởi mình con mình làm xong con chứ không làm có giá trị gì nhiều. Khi mà em làm được cái này rất khó, còn cầm được giò để khảo sát đo vận tốc và đánh giá độ hẹp kia thì nó không khó, còn cái giò máu để giúp cho mình kỹ năng lâm sàng tốt hơn. Tại vì á, đây em tôi nói đi, khi mà tôi bị tắc cái động mạch, tôi ví dụ đi, khi mà tôi bị tắc cái động mạch đùi đông, tắc vào đùi đông mà, thì sao? Động mạch đùi sau nó sẽ phát triển. Mà lúc đó thì bắt được cái phổi Doppler liên tục này ở ngay chỗ của vị trí phía trên gối này, tinh hoàn quan hệ phát triển thì bắt được cái phổi đó luôn, thì mình nhận định được cái tinh hoàn quan hệ nó bù trừ lại được cho cái này hay không. Nhưng mà khi mà em cái cầm cái đầu dò xem mạch máu của mình không á, mình nó biết mình dò mạch máu nhỏ mình sao thấy tinh hoàn quan hệ rõ rõ lắm, giờ tìm thấy hẹn một nhánh đi xuống phía trên gói đi xuống chút xíu thì thấy không, nhưng mà em không mặc được cái phổ thì mình đánh giá ước lượng được cái lưu lượng mạch máu bù trừ nó tốt hoặc không, để em biết rằng cái đất nó liên tục là cái bài bác sĩ Dương dạy nó ghi nhận tất cả những cái tín hiệu dòng chảy nằm phía dưới cái trình tê xong, đúng không, đúng không? Cho nên là khi mà mình có cái tuần hoàn quan hệ đó thì mới coi lại cái này nó bị tắc thì nhưng nó có trường hợp mà hại tốt. Hoặc là ngay cả khi mà cái động mạch theo bị tắc đi thì cái mình coi mình bắt được cái phổ chẳng hạn như là động mạch thì trước thì sau động mạch mát luôn, thường mình bỏ sót cái động mạch mát chút xíu thì qua chút xíu nói về động mạch mát. Thế nên là mình chịu khó mua cái máy này về bỏ trong phòng khám của mình để mình dò những ca mà bị tắc mạch máu, hoặc là bệnh nhân chấn thương cũng vậy đó. Bệnh nhân chấn thương mà cứ bệnh nhân này chấn thương có tắc mạch máu hay không, đem vô bệnh viện những ca dưới tỉnh chấn thương có mà cái này nó trong khi đó bệnh nhân thì thấy khó, bệnh nhân đau khó hợp tác, nên khi đó mình dò cho lẹ bệnh nhân này để cho mua một cú hay gì, không biết có những ca là sao. Những ca mình nhớ cách đây khoảng mấy năm mà băng bột xong bệnh nhân hỏi chữ chi
em nhớ ông đồng chí trong miền Tây trong nhớ, thì chính là nếu em có cái máy này thì giò là mật báo nó còn, mật báo nó còn thì em băng bột xong đó thì giữ cái chân nó sao, mật báo nó tắt em băng bột xong rồi nó vừa xiết lại nữa rồi xong rồi nó hỏi tử lệ hơn. Nó sao trở thì cái này là bên lâm sàng, bên tử lâm sàng đó. Rồi bác sĩ siêu âm khách hàng cũng vậy. Trong khi đó cái máy này không có tốn nhiều tiền lắm. Còn bí quá thì em bắt double phổ, double xung không? Thì không? Bí quá dò double xung phải còn phổ không? Tắt không làm cho lệ. Nó bắt buộc phải có. Nhưng mà điều trị bệnh nhân nhẹ sao đúng không? Là nãy giờ nói về mặt siêu âm rồi mấy cái đo hẹp này kia thì khi mà tụi em gặp một bệnh nhân bị dưới mặt đáp dưới đó, hai cái mặt máu quan trọng còn lại có vấn đề tức là mặt cảnh rồi mặt cảnh à, mà khi mà mình bắt buộc làm gì mình siêu về mặt cảnh mình coi mình có vấn đề gì không, mình hỏi bệnh nhân có đau đầu không, có chóng mặt hay không à, mình siêu âm từ mặt mình coi mặt vành nó có vấn đề gì không, mình cho bệnh nhân đo điện tim ha, mình cho bệnh nhân siêu âm tim gắng sức hoặc là mình chụp MRI nếu mà cần thiết hoặc là chụp xin mặt vành nếu cần thiết, và mình khảo sát luôn cái động mạch trung bụng và động mạch thận đó, mình cái máy siêu âm mình có thể làm hai phần đó. Cái điều thứ hai nữa là mình điều trị những cái yếu tố nguy cơ, dạng như bệnh nhân vô thuốc lá là chắc chắn đây phải cho bệnh nhân rồi để đường phải kiểm soát đường huyết cho tốt ha, mình điều trị cái mỡ máu và bình thường đó, cho nên là bắt buộc mình phải làm. Thì coi đặt ra bây giờ mỡ máu và bình thường mình sẽ thúc tiếp cho những bệnh nhân sơ vữa không, tất cả những khi mà về mặt điều trị mà tụi em đã gặp một bệnh nhân sơ vữa là mặt chi dưới nha, sơ vữa là mặt chi dưới có hay không có, nếu bệnh nhân có rối loạn lipid máu mà bệnh nhân sau khi điều trị thì em trở về mỡ máu bình thường thì em vẫn phải tiếp tục điều trị cái thuốc giảm mỡ máu, có thể em cho liều thấp hơn. Tại sao em biết không? Tại sao biết được không? Không bị phòng được nữa, tại sao? Cái giảm mỡ máu có tác dụng gì nữa không? Rồi nó không dùng mảng xịt nữa. Tại sao không dùng mảng xịt nữa? Nếu em đọc kỹ cái giảm mỡ máu có nhớ rất nhiều tác dụng. Một trong những tác dụng là nó làm giảm viêm cho mảng xịt. Em hiểu cho nó không? Nó làm bền cái mảng xịt nữa, nó tắt bông đi nè. Chứ không phải là giảm mỡ máu không. Nên là tính vậy sau đó mình phải điều trị tiếp tục, mình cho cái có thể mình cho nửa liều so với bình thường ha, mình giữ được cái duy trì cái mảng xơ vữa là bong đi, nó giảm giảm những cái nguy cơ cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân, nên bắt buộc cho phải là rồi thật sự thì mấy thuốc Việt Nam mình không có tin thuốc nào á, mấy thuốc bởi cho tôi người ta uống bột mà cho nên không được cho bệnh nhân đã bệnh nhân đã vào cái giai đoạn mà bị lết trên bị hẹp mạch máu chi dưới, tự quên sản xuất Việt Nam luôn, không tác dụng gì đâu, chỉ dám đặt thì nó bệnh nhân uống như cũng vậy thôi. Đến giai đoạn này bắt buộc phải xài thuốc tốn nếu có xài được nha, nếu thì không muốn bệnh nhân tắt lại ha. Rồi còn thuốc lá trong tiểu đường phải kiểm soát là tốt, và trong cái phần tiểu đường mới xài nha, cái tiểu đường không phải là thuốc là quan trọng nha, tiểu đường là cái chế độ ăn là quan trọng. Rồi đấy, hỏi bệnh nhân coi bệnh nhân uống làm sao, đi bác sĩ dinh dưỡng, thật sự á, bác sĩ dinh dưỡng rất là quan trọng, mình phải hướng dẫn cho bệnh nhân, người ta giúp cho bệnh nhân ăn một uống một cách điều độ để mình giảm cái lượng thuốc, và bác sĩ dinh dưỡng là quan trọng trong phần tiểu đường. Cho nên là mình nên thấy nếu mà bệnh nhân này bệnh lý là mạch chi dưới 10 năm sau á, nếu một bệnh nhân em gặp một bệnh 10 bệnh nhân bị bệnh là mạch chi dưới cho chỉ số huyết áp tâm thu á mà dưới 0.9 10 năm sau còn trong người, một bệnh nhân có thể chết do tai biến, do nhồi máu cơ tim, do các bệnh lý khác, do viêm phổi nếu mình nhốt thuốc này, thì 10 năm sau
chỉ còn 50% tử vong. Nó nặng nề, nó bệnh, nó khi mà bệnh động mạch chi dưới mà trên bệnh nhân lớn tuổi do sơ vữa động mạch sao, còn những yếu tố nguy cơ tim mạch gần như những cái bệnh khác nó đi kèm rất là nặng, thật chất do bệnh này, do những bệnh khác. Bệnh ưu tiên thì trên cái hành lệ nó ưu tiên một bệnh nhân bị vô để khám, bệnh nhân bị rớt chân hoại tử chi cái hẹn như siêu âm ra thấy hẹp động mạch cảnh trên 70%, phải lo làm động mạch cảnh nha, phải lo can thiệp động mạch cảnh, cái chân làm cái chân đang làm cái chân thì người ta biết đang chịu đúng không, cái chân thì không chết, người ta biết người chết hay là động mạch cảnh không vấn đề, nhưng mà mạch vành đã hẹp nhưng có đau ngực phải ưu tiên cái mạch vành trước cái chân. Mà ngay cả gặp một ca có những trường hợp tôi sợ rồi, bệnh nhân vô bệnh tắc động mạch chi dưới thì mình mổ bắt đầu đi làm cái mặt chụp CT mạch vành vô hẹp xong rồi sao phải làm can thiệp, làm can thiệp mạch vành xong thì mổ bắt đầu có ca tôi gặp tức là mổ cầu xong có bị mất nghe không? Thế là mình sợ cuối cùng biết tại sao không? Tắt stent. Thế có nghĩa là sao? Khi mà em cho thuốc cho bệnh nhân người nhà của mình đặt một cái stent là mình phải đi. Bác sĩ bên tim mạch nói bác ơi, cái này có cái stent phụ thuốc nè, mới tốt được không? Chứ mình mua thì biết sao tôi thấy mổ bệnh nhân sau đó. Nếu thì đặt stent có thuốc thì phải xài hai cái thuốc ức chế nguyên tập tiểu cầu, tức là phải xài aspirin hay plavix kèm theo đúng không? Nhưng mà nếu tên mổ á, nếu bệnh nhân mổ mà xài plavix á, thì có những bệnh nhân cầm máu không bao giờ được. Plavix chảy máu là khỏi cầm, thấy không? Thế hiện tại các tên bị ruột thừa và bị bên chất về mà bị cầm, các chất xài plavix mổ ruột thừa xong cầm máu không được. Nó chảy máu rỉ rả. Nên là tôi thấy tức là khi mà người nhà của mình có bệnh mạch máu chi dưới, hoặc là người nhà của mình không phải bệnh mạch máu chi dưới mà sẽ mổ một cái u gì đó mà lỡ có nhồi máu cơ tim trước đó, bác sĩ có tư vấn cái tên tốt nhất thì nữa thôi thì có đặt tên thường Catherine mổ không sao, Catherine mổ cũng như chảy máu cũng cầm được hết rồi, nhưng cái lo biết không thì cầm được. Lỡ mà bệnh nhân mà chảy máu không gặp được, nên là mình phải dự phòng. Xong nếu mà bệnh nhân bắt buộc bất khả kháng quá mà xài luôn cái tên phụ thuốc thì phải có cái mặt bằng tích thì cái bên thuốc mình làm cái ngân thuốc đó mà phải ngân làm biết trước đó, ngân làm biết trước đó từ thế là thấy không, nên có những cái trường hợp mà mình đã sợ rồi những cái là nên là khi mà bệnh nhân vô một các ưu tiên điều trị cho bệnh nhân thay thế được là mạch cảnh, mạch vành và máu chi dưới. Mạch cảnh là mình nói chung luôn, mình có não phía trên nè, bây giờ mấy nghiên cứu trước đây cũng lâu thì những mạch máu chi dưới ở nước ngoài nó bị nhiều, 100 bệnh nhân thì cảm thấy nguy cơ chạy chỗ là sao? Nếu bệnh nhân bị loét thành đau các hồi đó, thì cái gì chứng nó nặng dần, 10 ca can thiệp phẫu thuật sau đó là 2 ca loạn chi, tức là trên có 100 bệnh nhân thì 2 ca loạn chi trong vòng 5 năm sau đó, một nguy cơ toàn thân 10-20% nhồi máu cơ tim cho biết một cái não 30% tử vong. Những nghiên cứu mà tùy theo nghiên cứu người ta đưa ra cái số liệu thì thấy tức là cái bệnh nhân này đó, bệnh nhân mạch máu chi dưới nó có nhiều cái bệnh nền kèm theo gì đó. Bây giờ mình điều trị bệnh nhân này sao? Bệnh nhân không có triệu chứng. Nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì sao? Mình phải điều trị tất cả những yếu tố nguy cơ của bệnh nhân. Giống như tôi nói, bệnh nhân phải điều trị cao huyết áp, bệnh nhân điều trị giảm mỡ máu, bệnh nhân điều trị tiểu đường, bệnh nhân giảm lipid máu ha. Rồi, đó là mình giảm điều trị những yếu tố nguy cơ.
thì cái thuốc mà đầu tay mình bắt buộc bệnh nhân phải uống á, mình tại vì khi mà quá mạch máu mà nó mình không có cho uống cái chứ mình còn aspirin á, Plavix á, thì bệnh nhân dễ tắc mạch máu sau đó. Tức là ngoài cái chuyện mà mình dự phòng cái mạch máu chi dưới của mình, nó cũng dự phòng những mạch máu trong não là mạch máu mình cần bắt buộc cái thuốc trong đó là aspirin. Cái điều thứ hai là thuốc giảm mỡ máu ha. Tại sao tôi nói cái chết mình chuyện thì các ngày thì cái khi mà mạch máu của mình bị sơ vữa rồi này kia thì nó có quá trình làm phì đại cái lớp tế bào nội mạc, thì khi mà em xài cái thuốc chiến binh chuyển liều thấp đó nha, tức là thuốc chiến binh chuyển là một cái thuốc làm giảm huyết áp đúng không, nhưng mà khi mà em xài cái liều thấp thì nó có tác dụng làm, thứ nhất là nó làm giảm mạch máu, cái thứ hai nó làm giảm cái phì đại của cái tế bào cơ trơn trong phần nó, và cái cơ tim nó giảm cái phì đại thì cơ tim nó đỡ hơn. Em bắt buộc như phải thầy đều thấp thôi, chẳng như cô bà xin uống nửa viên thôi chẳng hạn, đúng không? Cho nên là tôi bắt buộc cách dạ và đi bộ, để cho nên đi bộ thì phát triển tuần hoàn hoàn hải, nghe không? Để cho đi bộ nó phát triển tuần hoàn hoàn hải được, chứ không phải là cái chân mày nên đau chân quá không đi, bệnh nhân càng đau chân, đương nhiên bệnh nhân đau cấp cứu thì em kêu bệnh nhân càng đi bệnh nhân càng đau, nhưng bệnh nhân mà phải loại trừ những bệnh đó trước. Nếu bệnh nhân có bệnh tim tiết động mạch chi dưới không, bắt buộc phải đi không cách nào khác, tim nó phát triển tuần hoàn mạch hải, rồi sau đó mình theo dõi nhiều bệnh nhân, chứ không phải là tự nhiên mình cho bệnh nhân đi bộ, về đi bộ trong khi đó bệnh nhân đau khớp, đi bộ mình phải xử lý cái khớp, thì bệnh nhân mình sẽ cho thuốc khớp, bệnh nhân này kia mình mới cho bệnh nhân đi bộ được, chứ bệnh nhân đi bộ người ta bỏ luôn á, nên là phải coi kỹ những cái thuốc này. Bây giờ mình làm gì cho bệnh nhân vậy? Sau khi mình điều trị hết rồi, là trong cái giai đoạn thực ra mình kiểm soát được những yếu tố nguy cơ, mình cho bệnh nhân đi bộ, thực ra trong giai đoạn 1-2 thôi. Giai đoạn 3-4 mà bệnh nhân đau á, đau thường xuyên rồi đó, bệnh nhân bị lết rồi đó, bắt buộc phải làm can thiệp. Thực ra giờ can thiệp tôi chứ phẫu thuật gần như không có xài nữa. 100 ca bây giờ tất cả tắc mạch máu làm hết 99 ca can thiệp, chứ ngoài này ngoài mổ như thế. Cho nên là phải điều trị can thiệp. Tức là em có giai đoạn 1, giai đoạn 2. Tức là bệnh nhân giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, bệnh nhân mới bắt đầu không có triệu chứng, bệnh nhân có đau rách họng rồi. Giai đoạn 3 thì bố nó rõ rồi. Gần như là giai đoạn 3 thì bố em điều trị thì nó không cải thiện gì nhiều, hoặc cũng phải làm can thiệp một phẫu thuật sau đó. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 á, thì nếu bệnh nhân giai đoạn 2 là bệnh nhân có cơn đau rách họng rồi, thì hậu bệnh nhân đau nhiều không? Sau khi mình kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân rồi, bệnh nhân vẫn còn đau á, thì sao? Bệnh nhân nói bác sĩ uống thuốc này 3 tháng rồi trên tôi đi vẫn còn đau. Mà trên siêu âm á, mình thấy có hẹp mạch máu, từ phải can thiệp. Sao mình tức là mình can thiệp cho bệnh nhân khi bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, không có cải thiện sau khi điều trị, hoặc là bệnh nhân than phiền cái điều đó với mình, chứ mình vô mình thấy bệnh nhân là có hẹp rồi mình chùi cho hẹp đi, hẹp khoảng 60% đi, nhưng mà tình hình bệnh thể phát triển tốt quá, bệnh nhân nói tôi không có đau gì, nói chị ơi mình xuống bệnh nhân đi can thiệp là không đúng, chứ mình đo cái anh đi bình thường xuống bệnh nhân can thiệp, nếu mà làm em làm tốt cái gì em đặt tên xong tắt cái tên nhưng khỏi gì, nhưng sao nó đau chân nhiều hơn nhưng quay lại không được. Khi bệnh nhân than phiền thì khi bệnh nhân than phiền thì lúc đó mình xử lý bệnh nhân xong, mình không nói gì được hết, lỡ mình đem muốn than phiền mà bệnh nhân đem vô mình thấy mình thấy hẹp nên vô can thiệp sợ có vấn đề rồi mà nha, cho nên mình phải làm hết những cái phần đó. Thì về mặt kiểm toán để tối tiện làm xong rồi bài xong vậy chưa ta? Chưa rồi mặt chia với ai vậy? Chưa vậy? Chưa tới mặt chia vậy đúng không? Thì tôi nói vậy sao thì tới mà bây giờ ngoài cái cho ông tôi xong rồi á, mình có hai kỹ thuật nên mình là ba kỹ thuật để mình kiểm toán mình ra. Mà hai kỹ thuật đó là chụp MRI và xin chụp máu để em học cái bài rồi. Cái kỹ thuật mà
mình chụp CT mạch máu hoặc là chụp MRI á, thật sự nha, khi để hội chẩn thì hoặc là khi mà mình bây giờ tôi muốn làm can thiệp bệnh nhân này, làm sao nó không rõ ràng, đúng không? Làm bệnh nhân mình béo phì hay gì đó, tôi biết tôi coi mà chậu không được, hoặc là tôi cần làm hai đó để làm gì, tôi đo thích tôi đo chiều dài cái đoạn hẹp nhiêu, tắt từ đâu tới đâu, thì nó cũng có mô hình cái khách quan hơn cho bác sĩ để làm can thiệp, tức là cần cho những lúc đó nha. Chứ còn nếu mà làm xem tốt rồi thì sự không cần thiết nữa, không cần thiết nữa. Còn nếu mà trong trường hợp cái CT với cái MRI thì nó không có xâm lấn, nhưng mà xâm lấn là mình chụp mạch máu mình để xa. Tìm thấy cần là chụp mạch máu không chưa? Biết chụp mạch máu chỉ dưới, biết cái máy đỡ nào? Em nào chưa biết thấy máy đỡ nào thì lên đi coi. Không biết cái máy đỡ nào luôn. Còn cũng nhiều à. Chưa biết cái máy mình chụp mạch máu số hóa nó làm sao luôn. Nghĩa sao biết nó chụp sao gọi là xâm lấn. Tức là cái gì đó để quay video cái gì mình chụp, tức là ta đi bằng đường là mặt đùi lên cho mình chụp thì khảo sát mạch máu chi dưới nha. Hoặc là mình đi đường là mặt cánh tay đi xuống, nếu mình cần khảo sát cũng được, nếu mình thấy nếu mình đi hai đường dưới là không được, đó là chụp mạch máu. Thì mình chỉ làm để ra để mình vừa chụp vừa can thiệp cho bệnh nhân luôn, chứ còn bây giờ để chụp tiền đó thì không có nữa. Thì CT nhớ thì đó đủ rồi. À, mình làm được. Này mấy giờ tôi coi được cái ưu điểm, khuyết điểm tôi coi được không? Cái gì lắm, cần thiết. Nhưng mà tôi mới nhấn mạnh cái CT cho nó có một cái lợi điểm là sao? Cái CT á, hiện giờ nó có những cái phần mềm nó dụi cái mạch máu ra được, cái CT, cái MRI nó không đánh giá được cái volume hóa của thành động mạch, không đánh giá được cái tính chất của thành động mạch bằng cái hàng CT. Cái hàng CT, cái hàng như nói bây giờ nữa đây, đây là nó volume hóa quá trời ngày trong một chậu như vậy, đúng không? Hoặc là mình dụi thẳng cái mạch máu, mình có thể thấy được cái lòng mạch nó bình thường không? Cái máy xưa bữa nặng bên đây nó chiếm từ khoảng từ 10-20% thôi. Mình xoay cái mình xoay 360 độ thì mình coi trong lòng mạch nó còn bao nhiêu phần trăm được, tức là cái CT nó giúp cho chúng ta đánh giá chính xác cái độ hẹp. Mình xoay mình vẽ mình gửi mạch máu ra thì thấy anh chị ở bên bệnh viện mà đọc chụp đó thì còn cái nữa là mình đánh giá được cái mảng sơ bộ trước khi làm. Tại sao nói vậy? Nếu mà em làm cái can thiệp mà em không có đánh giá mảng sơ bộ, nếu em làm xong tốt em nhìn thấy được rồi không nói, nếu em không làm tốt em cho chụp CT, chụp CT thì tôi ví dụ ngay đây mảng sữa nè, mảng sữa là miếng vôi, vôi nó rất là bén và rất là cứng, em lỡ mà can thiệp nó lông bóng lên cái nó thủng nó vào cuốn được. Chứ nhiều người phải coi cái CD nó có lợi điểm đó trong cái phần mà mạch máu của mình chứ phải không. Còn MRI thì cũng tương đối thôi đó, thì nó đánh giá thì chẳng hạn như sau khi mà mình đặt stent xong á, CD mình coi cái stent nó bình thường không, mình có thể chụp CD được. Nhưng thật sự tụi em làm sao tốt thì không cần thiết dụng ba cái này CT làm gì, em thấy nó đặt đầu dò cho lòng tiếp coi cái stent đó nó có thành mật, nó cái lòng nó bị tắc gì không, nó đo từ đâu tới đâu, tụi em làm sao tụi em làm được phát được, cho nên là không cần CT chi phí đó nha. Cũng mệt đó, nên là chụp CT có chút cản quay về là cũng mệt đó, không đâu, cho nên là CT nó có lợi đó. Nhưng mà cái CT hoặc là cái MRI thì nó đánh giá cái đoạn xa của mạch máu, thì không bao giờ tốt nếu mà để làm tốt trên son. Thì thấy cái CT nó chụp cho có cái cờ bàn chân ha, giỏi lắm cũng có một số cái giờ rõ hơn một xíu thôi, sau này nó chuyển hình sang chụp rõ hơn một xíu thôi, nhưng mà nó không giúp cho chúng ta đánh giá rõ cái bằng cái trên son những cái mạch máu mu chân gì đó. Hiểu gì đó, nên nó giúp cho mình nói gì thôi, nó không giúp cho mình được. Để có những ca vô sao, chụp CT, mình nói bình thường, nhìn cái tắt đầu, tắt là mạch máu chân. Tại sao tắt những cái mạch máu nuôi những cái chân, cái giữa, cái đốt, mấy cái ngón chân, để thấy động mạch, coi cái giải phẫu đó,
sáng giờ tôi khám bệnh bên nào vừa có can nó tắc trong mặt vàng đó có trình tắc mạch máu bị hoại tử như rất là trẻ nha, bệnh nhân này sinh năm 1994 không biết sao tắc hoại tử nó đúng vậy. Tôi nói rằng những cái trường hợp mà tôi đi hủ, tôi biết là tôi tính lên như tuổi năm 2 tuổi đúng không? 2 tuổi mà tắt cái đường mạch không hoại tử 3 hút trên vô khám. Còn như này biết làm như uống 3 tháng thuốc nào trước đó. Tức là bởi như này được phù chân thôi, làm công nhân đứng nhiều là phù chân thôi. Thấy không? Thì thay vì phù chân người ta đi bác sĩ đi, đứng phù chân thì tôi nói thật ai mà đứng nhiều người đứng 6 tiếng một ngày là sẽ phù chân thôi chứ không có bệnh gì đâu. Em đứng làm công nhân đứng ngày có chục tiếng ngồi phù chân xong xuống thuốc là 3 tháng thuốc nam. Bây giờ tôi cũng không biết cái cơ chế bây giờ nổi thuốc nam thầy nào ta bắt thuốc cho Bình Dương không có to gì hết. Lần đến cái chục tháng uống là 3 tháng rồi. Xong vô tắt cái mạch máu thì cũng không biết làm sao tắt mạch máu, không biết cơ chế gì tắt luôn. Thì em ra hỏi được, tắt cái mạch máu. Thì tôi bắt cái đầu thấy hoại tử là nghi ngờ nhưng mắc mạch máu thì trước thì sau thấy bình thường, nhưng mà tôi nhờ bác sĩ sang coi dưới đúng là tắc có nhỏ dưới thì xa cái xíu đó. Tôi cho nên mà tôi học tới lớp mấy, học tới lớp 12 mà còn gì em, tức là cũng có trình độ mà không hiểu sao nhúng nước đen xong giờ tôi không biết sao tắc cứng mà bây giờ không biết giữ được con chân không nó rét không hoại tử xong nó nhiễm trùng với con chân sáng thì tôi phải làm cái phẫu. Mà sao mới 21 tuổi? Ý hiểu không? Nên đừng có nghĩ phải chờ chết già thì cái bệnh, cái những cái bệnh mà mình không nghĩ thì hỏi ra mình chỉ nói 3 tháng nay uống thuốc nam 3 tháng nay. Giờ cái chân thì nó vừa phù nha. Thế uống thuốc nam nó sẽ uống thuốc giảm đau thì tôi không biết nó vừa phù ái chân rất là to, vừa phù chân nè, vừa hoại tử 2-3 ngón chân. Tức là không hoại tử một bên là chân phải hoại tử 3 ngón. Chân bên trái bắt đầu hoại tử tiếp, ba ngón tiếp theo. Đây là, tức là bệnh nào mình cũng sẽ gặp, cái tên tôi khuyên em khi mà những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc thì mình nên uống. Nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái CT không có đánh giá được những trong trường hợp đó. Tôi không có cho được CT gì đó, tôi nhập cho xong cho những trường hợp đó. Mình làm thấy có rõ ràng không? Đương nhiên khi mà chụp CT thì phải chú ý giống như để học mà để học chuyện này để học chuyện không để học bằng CT nữa rồi mới qua phòng xem nha. Thì tôi nhấn mạnh nếu mà bệnh nhân chụp CT mạch máu chi dưới thì phải nhớ là gì, bệnh nhân có thể là suy thận là không xài, còn con bệnh nhân có uống thuốc đường huyết không mà nhấm cái cục men thì mình phải ngưng thuốc đó. Sau đó mình cho chích insulin, sau đó 2 ngày sau mình phải đi. Rồi thì mày thấy bình thường mình mới cho mình đỡ uống thuốc lại. Nha, chứ không mình chụp. Thì trước khi mà mình chụp, mình phải thử cái tiến hành thận khác. Chứ bình thường mình vẫn nghĩ là bệnh nhân trẻ không có bị bệnh thận nha. Những trường hợp bị suy thận, có những trường hợp kẹt theo không biết. Nên kiểm tra tiến hành thận trước khi mình chụp. Và nếu để đường thì bắt buộc phải làm. Nên chú ý cho phần này. Các CT á, hoặc là MRI hoặc là siêu âm thì không cần chuẩn bị gì hết, nhưng mà cái kỹ thuật mà mình làm DSA mình phải chuẩn bị bệnh nhân, mình chuẩn bị bệnh nhân giống như mình chuẩn bị bệnh nhân vô mổ, tức là mình cắt, mình làm tiền phẫu cho bệnh nhân. Tiền phẫu mình làm gì, mình thử hết thanh gan, chức năng thận, mỡ máu, đường huyết, tiết răng phổi, nhóm máu thì cái hết cho bệnh nhân. Mình coi bệnh nhân thì có vấn đề gì khác, có vấn đề gì không để mình chụp. Mình phải khám tiền mê. Tại sao khám tiền mê? Tại khi mà mình đem bệnh nhân vô làm chụp DSA, bệnh nhân đau hay là gì đó, là mình rút vào bệnh nhân lát chân á, mà trên làm can thiệp á, lúc bơm thuốc cản quang vô ngay từ những chỗ mà nó hẹp đó, cái vùng dưới chân rất là đau kinh khủng. Nên bắt buộc phải có tiền mê thì lúc đó có sẽ kỹ thuật viên đem vào bác sĩ vô
giúp cho tụi em trong tim mà mình chật còn can thiệp máu. Và những bệnh nhân giống như vô một cục mổ, bây giờ mình bắt buộc phải làm, không thì không được. Rồi mình phải giải thích cho bệnh nhân, mình giải thích cho bệnh nhân là tôi làm này tôi phải bơm thuốc cản quang được, có những nguy cơ gì cả. Nhưng phải nhớ có thể bị suy thận sau đó, rồi có thể bị bầm ngay tổ chức, bị hematoma ngay tổ chức chẳng hạn. Làm sao cho tôi coi những cái video để chụp đó, nó chờ xong rồi. Nếu mình làm á, chẳng hạn như là mình phải giải thích bệnh nhân làm á, ca này có thành công được như lo. Nếu mà tôi đã vô phần chụp máy tết nha rồi á, thì gần như sẽ có những cái hình ảnh CT hay là siêu âm, tôi biết bệnh nhân này phải làm gì á. Bệnh nhân này phải đặt stent vào mạch chậu, bệnh nhân này phải hẹp vào mạch đùi, phải khui ra, bệnh nhân bị tắc vào mạch chạy trước thì sao phải khui ra. Thì mình phải tiên lượng cho bệnh nhân, à tôi làm ca này nghe cho cô nè, tôi đặt stent này nè, giá thành bao nhiêu nè, có thể thành công bao nhiêu phần trăm nè. Chẳng hạn như em làm ở đoạn đùi, đoạn chậu thì nó đơn giản hơn như đoạn xa nè, đường lông, mạch máu, máu chạy trước thì sao bệnh nhân nghe hết đúng không? Mạch máu thì không biết nhiêu sao làm như thế, để sao làm sao không được. Tất cả các bạn làm sao không biết chỉ số bình thường nha. Thì lúc đó mình mới tham chạy xíu thì sao mình nghe cổ chân có khoảng chừng 2-3 như thế thôi. Thì khi mà mình làm can thiệp những cái vùng đó thì nó móng rất là nhỏ, nguy cơ tắc lợi rất là dễ nha. Mình phải để thích cho bệnh nhân những cái nguy cơ mình làm đó. Có những trường hợp em làm với những bác sĩ làm với tâm cái gai quay thông nó thùng cái thật là mặt luôn, bơm thuốc cản quang ra ngoài luôn. Thì có những ca mà những người già đúng không, tức là cái mô sẽ rất là tệ. Hoặc là những bệnh nhân mà nếu mà em biết những bệnh nhân nhà mà còn cái sinh xài tôi biết nhiều á, cái em đúng là mục luôn á, thế là mổ nó thật nó bở ra nhỉ, không dùng như nó bở ra thì mổ mới cầm máu nó bở ra, y như là thật nó mục, nó cầm máu rất khó trong những trường hợp đó. Nên là không phải dễ đâu, mấy ca đó mình phải giải thích làm xong những mọng nguyên cái vùng bệnh luôn á. Dễ máu cái động mạch cũng tệ, tĩnh mạch cũng tệ hơn. Thế nên là mình phải giải thích cho bệnh nhân những cái yếu tố nguy cơ đó thì mình làm. Rồi nếu mà bệnh nhân xài aspirin không vấn đề gì ha, nhưng mà nếu mà có những trường hợp bệnh nhân đang xài kháng đông cùng lúc, bệnh nhân bị rung nhĩ xài kháng đông, bệnh nhân bởi vì xài kháng đông nữa, bệnh nhân bị khó chịu ở chi dưới xài kháng đông, rồi bắt buộc mình phải xài thay thế những cái thuốc kháng đông bằng cái thuốc chích nghe, tức là mình xài mình ngưng cái antivitamin K, những cái thuốc Sintrom nè, Predicam nè, Coumadin nè, những cái thuốc đó mình phải ngưng lại, mình chuyển sang thuốc chích nha. Tại vì lúc đó mấy cái này á, mình không ngưng lại cái thuốc chích Lovenox mà mình hay xài á, hoặc là hay gây trọng lượng mình dễ thấp á, thì lúc đó nó đơn giản xử lý hơn. Nếu mà nó có quá liều hơn thì mình xử lý nó đơn giản, còn cái kia mà lợi chế máu mình không cần nha. Chỉ có antivitamin K mình thấy có vậy thì kháng đông, có những loại khác sao mình đã xài Salento, Brasa, mấy thuốc đó là không có gì đó, tức là tôi uống xong mình lỡ chế máu là khỏi cầm dùng nhiệt truyền máu thôi. Thì các antivitamin K thì antivitamin K thì mình cho bệnh nhân một hai giọt thì bệnh nhân có thể trung hòa được cái nồng độ giảm chế máu được đó. Cho nên mình phải chuyển sang cái lượng nóc mình xài, cũng giống như mình chụp CT thì sao, mình ngưng cái thuốc ảnh hưởng đến thận trước khi mình làm. Tại vì tụi em uống phải ngưng tuyến đường thuốc ảnh hưởng đến thận, tức là thuốc có chuyển hóa thận, ảnh hưởng đến thận cộng thêm cái cản quang nữa thì cái thận em chịu không nổi, vô sinh thận mình phải ngưng. Thì mình chích suy nghĩ vài ngày cũng đâu sao đâu, cái nguyên đơn giản thôi, hướng dẫn cho em chích thôi. Nên chứ đừng có cố gắng mình làm cho bệnh nhân nhiều thứ.
Tới vấn đề tụi em có hỏi gì không? Tại sao hôm nay tôi dạy cho em cái này nên tôi có kẹt công việc chứ? Mình sẽ còn một phần về cái bài này chưa xong với lại thứ hai cố gắng sống học 1 giờ nhằm 1 rưỡi lỡ dở nha. Thật sự tôi muốn tìm học 1 giờ 1 rưỡi tôi không có làm nhiều xong nửa tiếng đó. Thì là bài này tôi sợ nếu mà kịp không kịp thì tôi sẽ xin 1 giờ cho tôi nói cô Duyên ta xin 1 giờ nữa chiều thứ 3 thì sao hay gì đó. Chiều thứ 3 thì sao tôi học gì không? Chiều thứ 2 học bài, chiều thứ 3 tôi xin 1 buổi tôi dạy cho xong. Tới 2 giờ tới không đủ thì xin lên tôi bắt rồi. Chiều nào đợi, chiều thứ hai, chiều thứ hai mình học 1 giờ đi. Em là lớp trưởng 1 giờ nghe nhé, chiều thứ hai thôi, nếu tôi nói cho 1 giờ mình học. Có lớp nhóm nào chiều thứ năm được không? Chiều thứ năm cũng được á. Thì mình học thêm 1 buổi nữa. Mình đứng ra nha. Nhớ có hỏi gì cái phần này không? Tại thực sự cái bài mà mình phải biết mất phía dưới nó còn 3 cái bài nữa, bài sinh tính mạch, cái bài bài phần động mạch, quốc tế động mạch. Chưa kể những cái bệnh lý mà dày viêm này kia nữa. Giờ mấy bài cơ bản cho em thôi.